Hello, kính chào quý vị và các bạn thân mến. Hôm nay là ngày thứ tư, 24 tây tháng 5, năm 2017. Chương trình khai dân trí số 151 bắt đầu. Trước khi vào chương trình, Lisa kính mời tất cả quý vị và các bạn thân mến hãy nghe một bài nhạc, đó là 8 điệp khúc của Việt Nam Cộng Hòa. Con xin hiến trọn cả đời mình, hiến dân đời mình để mà cứu lấy dân tộc Việt Nam, cứu lấy đất nước Việt Nam. Bởi Đảng Cộng sản Việt Nam đã bán nước cho Tàu Cộng, bởi âm mưu của Tàu Cộng đã cài thằng súc vật Hồ Chí Minh để mà làm cho đau thương, làm cho điêu linh ở đất nước Việt Nam bây giờ. Cho nên tất cả mọi người dân Việt Nam hãy nghe chương trình khai dân trí mà tỉnh ngộ ra để đứng lên và cứu lấy đất nước nha. Rồi, Lisa vấn đề là cái bản là đầu tiên Lisa sẽ vấn đề là cho các bạn nghe nhiều điểm, những cái bản tin mà để chúng ta biết được rằng vấn đề là kêu bằng là những gì đã xảy ra và sắp tới đây những gì cũng sẽ xảy ra, để mọi người dân Việt Nam hiểu biết được, chuẩn bị có một cái hành trang để chuẩn bị. Ba gia đình đã không sống với chế độ cộng sản, đã tìm đường để mà đi trên biển để vượt biên, đã được hưởng quy chế tị nạn chính trị của Liên Hiệp Quốc. Đó là một điểm tin vui cho toàn dân Việt Nam chúng ta biết. Một chiếc xe thư nó đưa báo chí đã lật ngang ở cầu Mỹ Thuận, không biết ma nhập hay là cu hồn các đảng nào mà nhập cho thằng tài xế này, nó đụng mẹ vô trong thành cầu Mỹ Thuận. Tại sao mà không gãy mẹ luôn cái cầu Mỹ Thuận cho Lisa? Tóm lại là tụng kinh rất là linh nghiệm, các bạn thấy rồi đó nha. Trái xưởng gỗ rộng 3.000 m² ở tại Đồng Nai đã thiệt hại hàng tỷ đồng, ngọn lửa cứ âm ỉ và bốc cháy. Đảng Cộng sản Việt Nam đã thừa nhận Nông Đức Mạnh và thằng Vũ Trung là con của hai bà vợ là của thằng Hồ Chí Minh. Người dân tại Campuchia vẫn tiếp tục biểu tình chống Đảng Cộng sản ở gần biên giới. Một tin vui nữa là ở tại thành phố Fairfax, nơi mà có đông người Việt tị nạn cộng sản ở tại Úc, đã được vinh danh cờ vàng ba sọc đỏ. Đó là những tin tức mà những này là Lisa cho các bạn hay. Còn nói về tin của Tàu Cộng thì bây giờ Tàu Cộng đã dời các hãng xưởng và bắt đầu âm thầm đưa ma túy đi vào Việt Nam càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh hơn nữa. Đó là những cái tin tức mà Lisa chúng ta là muốn đưa cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì câu hỏi được đưa ra cho Lisa như sau. Chị ơi chị, bỏ ra hàng trăm tỷ đồng để mua máy laser chữa bệnh, rồi bây giờ để trong kho đắp mền, không có xài được mà lấy tiền thuế của người dân để tiêu xài kìa chị ơi là chị. Lôi đầu con ngựa mà vấn đề là kêu bằng tiếng rùi ra để mà hỏi nó như thế nào. Chị còn nhận được là những cái máy mà hiện đại mua bên Mỹ nó khống lên là 14 tỷ đồng Việt Nam, hoặc là lên tới 20 tỷ đồng. Thật ra nó mua trị giá chỉ có khoảng chừng 10 tỷ thôi, thì nó về nó khống lên là 20 tỷ để nó lấy 10 tỷ nó bỏ túi cho thằng con trai của con mẹ Kim Tiến này đang du học ở bên Mỹ. Chị ơi, chị kêu gọi hay quá, chị suối hay quá. Ở tại Đắk Lắk, cán bộ tín dụng Agribank đã làm hồ sơ giả, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng, và cũng có những thằng đã bỏ trốn rồi kìa chị. Rất là tốt.
Chị ơi, đại biểu quốc hội đề nghị đưa hành vi xúc phạm, bôi nhọ lãnh đạo đảng, lãnh đạo nhà nước và đặc biệt là Hồ Chí Minh vào điều luật kìa chị. Nó đưa đi, nó đưa chị còn mừng nữa, cứ việc đưa vô. Chị ơi chị có biết là bây giờ Bộ Công an nó đang chuẩn bị, nó điều tra, không biết tại sao mà lại điều tra nói rằng có thế lực nào đó để mà kích động và xúi người biểu tình trước Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi Mỹ kìa chị. Đây trả lời cho em, thằng Tàu Cộng Tình Báo Hoa Nam nó đạo diễn cái vấn đề này. Nó muốn cho thằng Nguyễn Xuân Phúc đi qua bên Mỹ không có thân với Mỹ. Bởi vì Tình Báo Hoa Nam nó biết ở trong nội bộ của Đảng Cộng sản bây giờ tại có một cái nhóm mà bắt đầu là thân với Mỹ và cái chưa chiều hướng là đi với Mỹ. Cho nên bây giờ nó không cản lại được, bởi vì người dân ở tại Việt Nam người ta thấy rõ ràng rằng đi với Mỹ thà để cho mất đảng mà còn giữ được đất nước Việt Nam còn hơn là đi với thằng chó đẻ Tàu Cộng mà mất nước Việt Nam. Cho nên thằng Tổng Lú mặc dù rằng nó xử, mặc dù nó thanh Trần, mà ở trong bộ chính trị, những người ở trong đảng, bộ công an của thằng Trần Đại Quang nó vẫn còn âm ỉ và nó nghi ngờ tại sao thằng Nguyễn Phú Trọng lại làm như vậy. Cho nên trong cái việc mà thằng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi Mỹ thì nó giả bộ, nó dàn cảnh là nó cho người biểu tình ở ngoài trước, vấn đề là kêu bằng là thủ tướng, và đồng thời nó cũng dàn cảnh, nó kêu gọi để mà đi ra biểu tình. Rồi thằng Tổng Lú phe của Tàu Cộng nó mới tung một cái chiêu, nó ra lệnh cho công an là phải tới để đập những người dân quan này cho đổ máu đổ mũ, thậm chí giết luôn cũng được nữa. Để chi vậy? Để cho thế giới la làng lên, bởi vì bây giờ là điều trần nhân quyền đang có mặt ở tại Việt Nam. Phe công an nó khôn, nó đã nhận được, nó nhìn ra được, cho nên nó không dám đụng tới những người dân quan này, mà nó chỉ đưa lên trên xe rồi mua cơm cho ăn, rồi bắt đầu đưa đi đâu thì Lisa không biết. Và bây giờ nó điều tra như thế nào mà bây giờ nó phải chế giới, nó biết rằng đây là một vở tuồng của thằng chó đẻ Tàu Cộng Tình Báo Hoa Nam, mà báo chí nó đăng lên đó. Thằng trong tờ báo của thằng, những này là trang thằng Trần Đại Quang nó đăng đó. Theo Bộ Công an cho biết đang điều tra thế lực chính trị nào đứng sau vụ thuê người biểu tình chống Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước chuyến đi thăm Hoa Kỳ tại Hà Nội hôm 23 tháng 5. Các bạn thấy rõ ràng là nó như vậy, nó vui như vậy. Thằng Tàu Cộng nó thấy thằng Nga chiếm trọn được cái đảo Crimea của đất nước Ukraine với cái chiêu bài dễ lắm, tức là đưa người Nga đi qua ở bên cái đảo Crimea, rồi tự nhiên quân đội của Nga tràn qua để mà bảo vệ cái quần đảo Crimea. Rồi bây giờ người ta nói cái đảo Crimea này là của đất nước Ukraine, thì bây giờ những người Tàu Cộng nó tràn qua nó ở, thì bây giờ đó những người thằng Nga nó qua nó ở, nó biểu tình, nó nói rằng bây giờ nó muốn sáp nhập cái đảo Crimea này vào Nga. Thành thử bây giờ các bạn thấy cái đảo Crimea ai ai cũng biết có gần 4.000 năm, 5.000 năm là của đất nước Ukraine, mà tự nhiên bây giờ dân Nga bỏ phiếu cho sáp nhập vào lãnh thổ của Nga. Thằng Tàu Cộng nó sẽ chơi Iran như vậy. À, mấy em Campuchia lại đây anh nói cho nghe. Mấy thằng Campuchia nó cũng ngục, nó không biết gì. Bây giờ các em đi qua quách thằng Việt Nam đi, quách thằng Cộng sản Việt Nam đi. Thằng này khốn nạn lắm, nó qua nó họp với anh, nó tìm cách nó đi đêm,
để mà nó chiếm, nó lấy hết đó là vùng biên giới của em. Những cái cây cột mốc mà ở tại Mộc Hóa, Long An, Tây Ninh, rồi ở An Giang, Châu Đốc, Long Xuyên đồ kia, nó tìm cách đó, hả, nó lấn vô các em, vấn đề là 2-3 km. Cho nên bây giờ đó là anh sẽ, vấn đề là thấy tội nghiệp các em quá. Đất nước các em là đất nước Chùa Tháp mà, trời ơi, cái đình Angkor Wat đó là cứ bằng đó là truyền thống của Campuchia, là luôn luôn giữ được cái đất nước này. Mà thằng đầu bò cộng sản Việt Nam này nó khốn nạn lắm, nhất là thằng chó đẻ Hun Sen, nó đã đi qua nó thông đồng để mà nó cấm biên giới, mà cấm biên giới rốt cuộc rồi bây giờ đất của các em bị thụt vô, bị mất vậy đó. Cho nên bây giờ các em đánh đi, anh đưa vũ khí cho đánh. Rồi một mặt nó qua Việt Nam bắt đầu là nó làm thinh, nó giống như nó không biết mẹ vậy, cho nên nó gửi người đi vô du lịch cho thật là đông, giống như là nó là Bồ Tát vậy đó. Rồi tới chừng thằng Campuchia nhà qua quánh rồi đó, bắt đầu ở trong đây nó nổi loạn lên rồi đó, cái bắt đầu nó ra thế giới, bắt đầu nó nói giống như Bắc Hàn vậy đó. Nó hồi ơi Mỹ ơi, anh không có vô được đâu, ông Donald Trump giờ ông lo kinh tế làm giàu nước Mỹ, Make America Great Again, cho nên không có bắt đầu là đi vô trong trống được đâu. Anh hãy giao thằng Việt Nam với Campuchia cho em, để mà em giữ hòa bình cho, giống như là em, vấn đề là em vũ khí đâu kia bắt đầu đi lên trên thằng Bắc Triều Tiên vậy đó, để lỡ mà có nổ súng ra thì em tràn qua em lấy mẹ nó cái đất Triều Tiên luôn, để mà em, vấn đề là ở trong đó, để mà em, vấn đề là cấm nó không có làm được vũ khí nguyên tử. Còn bây giờ đó là thằng Việt Nam với Campuchia nó đập với nhau thì bắt đầu là hả, để em vô em giải quyết cho, em là thủ lĩnh của Đông Nam Á, để em vô cho. Thằng Mỹ nó đâu biết mẹ gì, nó gạt đầu, bắt đầu vô là nó sẽ giải quyết được đẹp lắm. Tức là tụi bay im không, thằng Việt Nam để tao xử cho, để cho quân đội của tao vô, tao ở từ Bắc chí Nam. Thằng mày là thằng đầu bò nè, mày 90 mấy triệu dân, mày ăn hiếp ba mấy triệu dân à, hả, rút mẹ cho tao, để cho quân đội tao vô, tao ngồi tao canh giữ cho. Rồi một mặt bắt đầu nó giữ, nó lấy được Việt Nam rồi, thì thằng Lào, Campuchia nó lấy mấy hồi. Thằng Tàu cầm cái mưu đồ nó là như vậy. Ở tại đất nước Đông Nam Á, ba nước Việt, Miên, Lào, chỉ có thằng Việt Nam là 90 triệu dân là đông thôi. Cho nên bây giờ nó gia bộ, nó cưng mấy cái thằng nhỏ nhỏ như Campuchia. Thằng Lào thì chích nhọt rồi, thằng Lào là gà nuốt dây thun, nó bỏ ăn bên rồi, nó lấy lúc nào nó lấy thôi. Cho nên chủ yếu đánh Việt Nam chỉ có thằng Campuchia thôi. Dân số trên 30 mấy triệu, bây giờ nhận vũ khí của vấn đề là Tàu cầm quánh đi, quánh đã đời đi, rồi tao support cho. Nó khốn nạn như vậy đó. Mà mấy thằng đầu bò trong Cộng sản Việt Nam không biết, thân với Tàu. Rồi đây tụi bay mở to con mắt tụi bay ra đi nghe. Thằng Tàu nó nói mà, chỉ có tao mới lợi dụng thằng chó đẻ Hồ Chí Minh, chỉ có tao mới cài thằng Hồ Quang, tức là thằng Hồ Chí Minh qua Việt Nam, rồi giả bộ dùng cái trò chính trị là đem đất nước ra, là phải yêu dân tộc, phải yêu tổ quốc Việt Nam, cho nên phải hy sinh để mà chống Mỹ cứu nước. Bằng chứng cụ thể là tuổi trẻ miền Bắc ăn cứt gà tự nhiên, bác cùng chúng cháu hành quân đi vô miền Nam chết mẹ ở trong tổng hết trơn đó. Những cái gương mà anh hùng Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo đó, thậm chí những cái anh hùng mà cả một sư đoàn ùa lên y như là một bầy bò để cho ăn ba cái đạn mìn của Việt Nam Cộng Hòa đó, rồi về nhà tao phát cho những tờ giấy lộn, gia đình nào cũng là vấn đề là có tờ giấy, mà hãy được tờ giấy này đó, là vấn đề là kêu bằng là tuyên dương đó nghe, là có Bác Hồ theo hỗ trợ tụi bay đó. Nhưng mà bây giờ nó sập tiệm, nó lồi mẹ ra hết rồi, bây giờ cầm bằng khen đi ra đường tao thấy treo lủng lẳng hết trơn rồi, có mẹ gì được cái gì đâu, toàn là mấy tờ giấy lừa đảo không đó. Cho nên bây giờ sợ nghe những người nào mà giống như thằng Hồ Chí Minh thì nó sợ lắm, cho nên nổi lên người nào trong đảng là nó dập tắt liền, là nó dập tắt liền. Bởi cho nên bây giờ những cái thân thế nào, những cái mà vấn đề là kêu bằng thế lực nào mà chuẩn bị thấy ra con đường thâm độc, muốn đi vô với Mỹ thì nó phải thọt gậy bánh xe, thì nó phải làm kỳ đà cản mũi thôi. Thằng Cộng sản Việt Nam là nó khốn nạn như vậy. Vậy thôi à. Hôm qua đó Lisa đưa cái hình của Hồ Chí Minh
Mà trước lúc mà rời cảng nhà rồng đó, Lisa chỉ có là dẫn chơi thôi. Ghép cái hình thằng nào đó không biết nó bị khùng, rồi nó mặc áo vú, rồi nó mặc quần lả lơi, nó đứng ở bên nhà rồng. Vậy mà dư luận viên nó vô đó là trên 100.000 người. Trên 100.000 comment. Trời ơi, nó vô nó chửi Lisa không là gần 30.000 đó. Tao nói hả, đời liếc mỏi tai luôn mà. Riết là Lisa giống đây là thấy nhàm quá. Lisa giống đây là kêu bằng là cái gì thấy là cái gì gơm mẹ nó xuống hết để mà delete ra, để mà xóa ra. Là Lisa giả bộ vô, Lisa chập tức nó biết không. Lisa nói các bạn thân mến ơi, Lisa nói như vậy, đưa hình như vậy, 90 triệu dân Việt Nam đều ủng hộ. Chỉ có các bạn giỏi lắm chừng 4-5 triệu thôi, 4-50 ngàn thôi, thì làm sao mà được. Tới 95 triệu người vô ủng hộ. Trời ơi, nó nhảy cứng cứng lên, nó chửi quá trời luôn. Lisa chọc tức nó đó, bởi vì nó còn biết tức đó là nó còn khôn chút rồi nha. À, thì bây giờ Lisa sẵn đây nói cho tôi bay nghe, Lisa giả bộ nói như vậy thôi. Thì cũng giống như thằng chó đẻ đảng Cộng sản Việt Nam nó nói đó. Nó nói rằng là không ai chống đối nó hết, chỉ có những người nhỏ ở trên đây chống đối thôi. Còn bao nhiêu là 90 triệu dân ủng hộ nó, thì Lisa bắt chước thằng đảng thôi. Lisa nói rằng là các bạn thấy không, 95 triệu người ủng hộ Lisa, chỉ có một nhóm nhỏ các bạn chửi bới Lisa thôi. Chừng nào các bạn mà kêu được mà 95 triệu dân vô chửi Lisa kìa, lúc đó Lisa mới gỡ xuống liền. Thấy thiệt. Thì bây giờ các em vô đây đừng có bức xúc với chị, hãy mà kêu gọi được 95 triệu dân vô mà chửi chị đi, thì lúc đó chị sẽ giống đây là gỡ xuống thôi. Các em thấy không? Cho nên các em biết tức, các em biết tức, các em biết nhục, các em biết tức tối, thì các em hãy nhìn coi cái đảng Cộng sản Việt Nam đó khốn nạn như thế nào. Đó, chị giả bộ, chị dùng những cái từ ngữ của đảng Cộng sản Việt Nam mà các em tức điên người như vậy, thì các em nghĩ những người dân yêu tự do dân chủ, những người dân Việt Nam thì người ta tức tới mức độ nào? Các em nói đi. Bởi cho nên các em đừng bao giờ mà các em vấn đề là vào để mà chửi bới chị. Chị đã nói với các em rồi, làm chính trị mà không chịu đựng được những lời chửi của các em thì kể như người đó không làm được chính trị. Một người mà không bị chống đối thì người đó là người bất tài. Các em suy nghĩ đi. Nếu những người mà các em không để mắt tới thì những người đó các em coi họ thấp kém, đúng không? Cho nên các em càng chửi bới chị chừng nào thì càng thấy được rằng là cái tầm quan trọng của chị nó đến mức độ nào đối với đảng Cộng sản Việt Nam. Và những cái điều mà các em càng chửi bới chị nó sẽ bẻ gãy đi những cái luận điệu của những kẻ ngu xuẩn vô dốt nát mà nói rằng là Lisa mày nói thôi chứ mày làm được gì. Lisa mày ngồi mày nói không mà, mà đảng Cộng sản Việt Nam á, hả, vẫn còn tờ in kia đó. Đó là những cái luận điệu của các em đó. Biết không? Chị ơi, chị trưởng công an siết cổ cô giáo mầm non lãnh án tù chung thân kìa chị ơi. Ừ, người dân là nó tử hình đó, nhưng mà thằng này là trưởng công an, bởi vậy mà cho nên như vậy đó. Chị ơi, tại biên giới Campuchia nhiều ngày qua tình hình rất là căng thẳng. Hình ảnh này là ghi nhận ngày 23 tháng 5 nè chị. Tao những cái hình ảnh này đảng Cộng sản Việt Nam nó che đậy hết trơn. Nó che hết, nó không có cho người dân Việt Nam biết được. Chị Lisa ơi, bọn báo Thanh Niên Việt Nam nó chửi Hoa Kỳ nữa nè chị ơi, xem mà tức quá. Nó nói Hoa Kỳ chưa bao giờ từ bỏ tham vọng quay trở lại Việt Nam để mà áp đặt chính sách của mình lên dân tộc này như là người Hoa Kỳ đã làm suốt 30 năm trước đây. Bởi Việt Nam có vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng ở khu vực châu Á Thái Bình Dương. Những tờ báo này là thế lực nào mà nó chửi như vậy? Trước mặt thì họ tỏ ra thân thiện,
bình thường quá quan hệ hợp tác, nhưng mà sau lưng họ ngấm ngầm nhúng tay phá hoại sự ổn định của Việt Nam. Vậy thì cái lũ đạn đầu bò của tôi bay xè tay ra để mà kêu nó đưa tàu chí. Trời ơi, biết nó ngấm ngầm để mà nó lật đổ đảng đĩ tôi bay, vậy mà đi quỳ lại nó làm chi? Vậy đưa con em đi qua bên Mỹ học làm chi? Vậy là mời cho hội nhân quyền đi về Hà Nội để mà điều trần vấn đề là nhân quyền, để đối thoại nhân quyền chi? Tao mà vấn đề là biết được mà thằng nào mà ngấm ngầm để mà lật đổ đó là tao dân xúc xích tao chửi. Tao chửi thẳng luôn, tao đéo cần nhận tàu ghe mẹ gì trơn á, dẹp mẹ nó trơn đi, khỏi cần nhận F-16, F-15 con mẹ gì trơn á, nhận chi vậy? Hả? Biết vậy rồi đăng báo lên rồi, rồi bây giờ tự nhiên vấn đề là cúi cái mặt quỳ lại người ta để nhận chi vậy? Hả? Ngục. Cho nên cái lũ thằng Trọng Lú, cái lũ tình báo Hoa Nam, cái lũ mà VTV1 đó với những cái tờ báo này là đồ toàn bộ là do thằng tình báo Hoa Nam nó xỏ mũi tụi bay nè. Cho nên tụi bay đăng ra bây giờ chó mà nó còn không thèm đọc, chứ đừng nói chi mà người dân Việt Nam đọc. Đồ những con mà ứng này là kêu bằng là những con súc vật mà bồi bút. Nha. Tiến tới. Họ sẽ âm mưu cùng với con Lisa để lật đổ chế độ hiện hành của chúng ta, dựng nên một chế độ thân Mỹ, hoặc ít nhất làm sụp đổ vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản chúng ta, tiến tới đa nguyên đa đảng. Rồi bắt đầu họ có cơ hội nhúng tay thao túng và những thằng đầu bò công an không còn đánh đập dân nữa. Như vậy thì đâu có được. Thấy không? Tưởng sao cuối cùng bài báo Trung Quốc là mối nguy hiện hữu nhưng mà chúng ta dễ đề phòng còn hơn là Mỹ, mặc dù bên ngoài thì cười giả bộ tốt lành nhưng mà phải đi bỡ đỡ tung hô và vấn đề là tìm cách để âm mưu lật đổ đảng Cộng sản của chúng ta. Vậy đó, đừng có chửi nữa. Tụi bay chửi trên báo đài được kia thằng Mỹ, bên này nó không có quan trọng đâu. Tụi bay cứ thực hành cho tao. 6 chiếc tàu chuẩn bị nó bàn giao, tụi bay không nhận cho tao. Chửi thẳng vô mặt nó tao, làm hoành tráng lên đi. Dám không? Đó, những cái hội mà nhân quyền đối thoại ở ngoài Hà Nội đó, tụi bay lôi đầu ra, tụi bay chửi, tụi bay đuổi mẹ về hết cho tao. Tụi bay đuổi về hết đi. Mày đi, cút mẹ khỏi Hà Nội cho tao. Tình báo Hoa Nam tôi bay làm đi. Đó. Thằng Nguyễn Xuân Phúc chuẩn bị đi qua bên Mỹ rồi đấy nè. Mặc dù thằng này là thằng đầu bò, thằng này là cái thằng mà vấn đề là cái bằng là để tôi bay sai khiến nó giống như là khỉ. Tôi bay kêu làm gì làm đấy. Nhưng mà bây giờ tôi bay muốn cố tình để cho nó đi qua đây nó chịu đấm ăn xôi. Các bạn thấy thằng Cộng sản Việt Nam nó khốn nạn không? Nó đưa, nó cử cho thằng thủ tướng đi qua đây để lại ông Trump, để lại Mỹ, để mà cứu nền kinh tế bây giờ đang thảm bại. Mà nó sợ rằng là qua đây đó là bắt đầu thằng Phúc này nghe lời của CIA bên đây nói ngon ngọt rồi xui lòng. Bắt đầu là vấn đề là không về tọc mạch cho nó nghe. Bởi vậy mà nó mới xúi dân quan này đi lên ngay chăn chỗ văn phòng của chính phủ. Rồi thằng Nguyễn Xuân Phúc thì nó cũng đâu thèm nói gì. Biểu tình thì kệ mẹ nó, biểu tình đi nó đâu thèm quan trọng đâu. Nhưng mà cũng là nghe lệnh của tình báo Hoa Nam phải cho công an tới để mà nhận được lệnh phải đập dân quan, phải đánh dân quan cho đổ máu, cho đổ mũ ra. Đó, để mà cho vấn đề là kêu bằng là ở bên hải ngoại này tao nói nhảy lên kêu bằng là như nước đóng đổ, để mà vấn đề là la làng lên đưa hình ảnh thêm nữa vô trong vấn đề là kêu ông Trump, để thằng này đi qua đây là phải ăn cây gậy của ông Trump, để cho mày phải đi theo tao chứ mày không bao giờ mày theo Mỹ được. Nhất cử nhất động một thằng nào ở trong Việt Nam bây giờ mà chỉ cần đi qua Mỹ thì tự nhiên có những cuộc phá hoại cho các bạn thấy. Cho nên cái phe nào mà cấp tiến, cái phe nào mà nhìn ra sự thật là đất nước Việt Nam đang bị thao túng bởi thằng Tàu Cộng, thì tụi bay hãy nên âm thầm bí mật mà liên kết với nhau đi. Nha. Ngày xưa tụi bay âm thầm, tụi bay bí mật làm anh 3, anh 4, anh 5, anh 6,
anh hai đồ kia đó, thì tụi bay cũng bí mật liên kết với nhau như vậy đi, thì mai ra tụi bay mới tồn tại được. Còn bây giờ thằng tình báo Hoa Nam nó đang thao túng cả đất nước Việt Nam như vậy rồi, thì tụi bay hãy chuẩn bị tinh thần. Thằng Tàu nó không ngu, nó ra lệnh nó đập tụi bay đâu. Chừng nào túng cùng lắm rồi nó điên lên nó mới qua nó đập tụi bay. Bây giờ nó đâu có dạ gì nó đập tụi bay. Mẹ nó ra nó đưa mấy cái ống nước rồi kêu nó giả bộ nó chơi cái màn chính trị mà nó giết người không bằng một viên đạn. Nó giả bộ nó tẩm ba cái độc ở trong mấy cái ống nước bằng gan cực độc nó sản xuất ở bên Tàu. Nó qua nó lắp ráp cho cả thành phố Hồ Chó Đẻ. Vấn đề là tự chuẩn bị đi vô tới miền Tây toàn cả nước ống nước gan không. Rồi bắt đầu nước mà chỉ cần nó vô cái loại gan đó, bắt đầu tôi bay phân tích ra hóa học là bắt đầu sẽ uống vô là sẽ chết mẹ hết, ngủm củ tỏi hết trơn. Nó giết mà kêu bằng là cả thế giới không thể nào nhìn ra được cái mưu trò mà nó giết. Nó đã nghiên cứu rõ ràng rồi, chỉ cần cái nguồn nước mà bị độc thôi là tả dân tộc Việt Nam đều bị chết. Còn mà thằng nào mà xài điện thoại hay gì đó hả, nó giả bộ nó chửi Mỹ, nó bài Mỹ để cho tụi bay xài điện thoại của Tàu Cộng, để cho máy tính ở Việt Nam tất cả đều xài của Tàu Cộng. Để chi vậy? Để tất cả những dữ liệu đều đi ngược về Tàu Cộng hết. Nhưng mà tại sao cái lũ mà ở tại Việt Nam thân Mỹ, tại sao mà lại đưa lên trên đài truyền hình vậy, cho nên nó tìm cách nó áp sát thằng này bây giờ đi nè, các bạn nghe đi nè, đó, bạn nghe tới đi. 50 đô la Mỹ tương đương là hơn 1 triệu đồng là quý vị đã có thể sở hữu một chiếc điện thoại thông minh có màn hình độ phân giải cao, dịch vụ truyền dữ liệu nhanh chóng. Nhưng hãy cảnh giác, điện thoại thông minh có thể ẩn chứa một loạt những chức năng không ai ngờ tới, như là theo dõi những nơi bạn đi, những người bạn gặp, và cứ 72 giờ đồng hồ lại tự động chuyển toàn bộ tin nhắn của bạn đến Trung Quốc. Đây là phát hiện vừa được hãng an ninh CryptoWire tại Mỹ đưa ra và được tờ New York Times công bố. Hiện... À, vui không? Ai mua thì cứ mua đi. Ai mua thì cứ mua đi. Có thể nhìn thấy ở đây người tham gia biểu tình từ nhiều giới khác nhau, như sư sãi, thanh niên sinh viên, nhà hoạt động. Họ có mặt ở đây bên ngoài Đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh để phản đối Việt Nam về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề đất đai, ảnh hưởng chính trị và tình hình người Việt nhập cư bất hợp pháp ở Campuchia. Một số người cáo buộc chính quyền Hun Sen tiếp tay cho người Việt. Chúng tôi muốn chính quyền Hun Sen phải ra đi, sau đó là những người nhập cư bất hợp pháp từ Việt Nam. Người hôm nay không xuất xứ từ vùng Nam Bộ nay thuộc về Việt Nam. Họ đòi Việt Nam phải thừa nhận điều mà họ gọi là sự thật lịch sử, rằng đất đai nơi đó là của người hôm nay Krom. Yeah. Chơi me chắc lôi cặp vun à, nó đem cây cờ máu tháng của đảng Đĩ ra, tao nói bây giờ nó dậm lên, trời ơi mấy ông sư sãi bên Campuchia làm lớn thiệt, tao nói ông chơi chứ cú này lớn thiệt, mẹ nó ra nó dậm lên cái cây cờ đỏ, bắt đầu là bây giờ tao chỉ cho không hả à, ở Campuchia đó vấn đề là lấy hình của thằng Hồ Chó Đẻ để dưới đường luôn nữa để mà ỉa lên cho tao, ngoài cây cờ lấy hình của thằng Hồ Chó Đẻ để xuống luôn. Đấy mà chúng ta là chọc tức thằng Cộng sản Việt Nam có như thế nào nha. Yeah. Ừ. Rất là những này là cái bạn là ở Việt Nam rất là nguy hiểm. Các bạn phải nên nhớ như vậy nha. Yeah. Ai đứng sau thế lực? Bây giờ ở đất nước Việt Nam nó tung game ra rồi, bây giờ nó bắt đầu nó tung tiếp tục nữa. Chị ơi, ném gạch làm bị thương hai cảnh sát giao thông, vậy mà ở tù tới 2 năm, còn trong khi công an giết người thì đi nhong nhong ở ngoài đường kìa chị ơi. Ừ, nó vậy đó, nó khốn nạn vậy đó. Trời ơi, ở trong cái xứ sở mà đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ, các bạn chuẩn bị tinh thần đi nha, chuẩn bị tinh thần đi, khổ lắm. Có tin tức gì đây chị ơi? Tin khẩn kìa chị, Cộng sản Việt Nam ra quân ngăn chặn các nhà hoạt động trước đối thoại nhân quyền kìa chị ơi. Đây toàn bộ là phe tình báo Hoa Nam.
Nó cố tình nó muốn chọc gậy bánh xe, nhưng mà bây giờ bởi vì nó muốn cứu cái nền kinh tế, bởi vì qua cái chuyện mà xếp hạng đó, thì bây giờ cái hãng mà Modi ở bên Mỹ này nó đã xếp hạng của thằng Tàu Cộng sụt đi một bước rồi. Bởi vậy mà cho nên bây giờ nó rất là run sợ. Cho nên nó cố tình nó giả bộ, nó muốn dụ thằng Cộng sản Việt Nam này để mà đi vào con đường thân với Mỹ, giả bộ chơi với Mỹ. Nhưng mà cái vỏ ở bên trong là của thằng Tàu Cộng. Liệu Hoa Kỳ có biết hay không? Liệu mọi người có biết hay không? Thì chúng ta vấn đề là hãy chờ xem coi tình hình nó diễn biến như thế nào ở tại Việt Nam nha. Các nhà sư ở Campuchia đã đốt cây cờ Mao Tháng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở tỉnh Phúc Kiến. Đây là một sự quan ngại hết sức là sâu sắc. Vậy mà Bộ Ngoại giao cũng như là phát ngôn viên của Việt Nam ta nói im lặng hết. Thằng chó đẻ Đảng Cộng sản Việt Nam bắt đầu là vô cái luật mà vấn đề là bôi nhọ lãnh tụ, nói xấu đảng, là bắt đầu là kêu bằng là bị phạm luật. Thế nào thế giới người ta cũng la làng. Ở bên Mỹ này các bạn thấy đây đó, ngay cả đương kim là ông Donald Trump mà đảng bên Đảng Dân Chủ, nó không có thích thì nó cũng làm hình, nó chế giễu, nó nói có sao đâu. Có sao đâu. Cho nên các bạn người dân ở tại Việt Nam hãy chuẩn bị tinh thần đi nha. Chị Lisa ơi, chị Lisa, chị tụng kinh trù ẻo linh quá linh rồi chị ơi. Là chị ở tại Thanh Hóa, chủ tịch huyện Nga Sơn đã tử vong sau khi bị ngã ngày hôm nay luôn kìa chị ơi. Ô vậy à, trời ơi linh dữ vậy ta. Để ra đi, để ra đi, chị vô chị coi bản tin coi để chị đọc cho mọi người nghe chứ. Trời ơi, thằng chó này nó tên gì vậy ta? Tối nay gặp tao nha, nghe không? Ờ, cho mày bỏ tật mày ngục. Ừ. Thông tấn xã Việt Nam ngày 24 tháng 5 năm 2017 ở tại Thanh Hóa, chủ tịch huyện Nga Sơn đã tử vong sau khi đã bị té và ngã đi. Ông Bùi Đình Cam, tên Cam cho nên phải cam phận thủ thừa, nguyên là chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn, đã vừa tử vong sáng nay. Nguyên nhân ban đầu được xác nhận do biến chứng sau khi bị ngã đập đầu xuống dưới đất, chấn thương sọ não cách đó 2 ngày. Sáng nay ngày 25 tháng 5, ông Trần Ngọc Quyết, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn xác nhận ông Bùi Đình Cam, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn đã vừa mất cách đây vài giờ đồng hồ. Theo ông Quyết, cách đây 2 ngày, ông Bùi Đình Cam do sơ ý đã ngã trong nhà tắm, đầu va đập vào bồn tắm và gây chấn thương sọ não. Nhưng sau khi khám xét tử thi thì không phải ông ta sơ ý, mà ông ta đi lên định hướng xã hội chủ nghĩa ở trên quán bia ôm và đã ôm những cô gái trên đó. Đang điều tra không biết cô gái bia ôm nào mà đã phục rượu để cho ông chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn này uống, để rồi ông về ông không thấy gì cả, cho nên ông đi vào nhà tắm đã bị té và đập đầu vào xi măng mà chết tắt tắt kỳ tử. Gia đình của ông Cam đã đưa ông đi bởi máu me nó đang lê lết đi khâu vết thương ngay sau đó 7 mũi, nhưng có lẽ do chủ quan sáng nay vết thương tái phát, ông Cam được chuyển vào bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn để cấp cứu rồi chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Nhưng khi lên tới đây, ông co giật nghiến răng bờ trợn trầm trợn trắng và ông đã trút hơi thở cuối cùng tử vong tại bệnh viện tỉnh. Hiện gia đình ông đang đem thi thể của ông về địa phương và đang đập đầu và khóc lóc nói rằng: con Lisa Phạm, tại sao mày trù ẻo linh vậy? Mày có cho cô hồn các đảng thiên ma thần nào mà để kéo chồng tao đi hay không? Tại sao mà chồng tao tên là Bùi Đình Cam, sinh ngày 5 tháng 5 năm 1959, tuổi còn trẻ phơi phới, mới có 50 tuổi đời, thì tại sao mà lại té đập đầu chết như vậy? Quê quán ở tại xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Được biết rằng thằng chó đẻ Bùi Đình Cam này có trình độ cử nhân kinh tế lụi, cử nhân chính trị lụi, hiện đương giữ chức vụ bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn. Thằng này đã từng giữ chức vụ
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nga Sơn đã 2 nhiệm kỳ rồi. Chắc là làm chủ tịch lấy đất của người ta quá nè. Cho nên cô hồn các đảng gần ân quát giang hồ nó theo để mà nó xô mày thôi. Bỏ tật mắng gái. Tao nói ở Việt Nam là vậy đó. Đi làm mà ra rồi là định hướng thẳng lên trên khách sạn không à. Bởi vì định hướng mà. À, định hướng lên xã hội chủ nghĩa bắt đầu là cứ việc thằng nào mà sách cặp táp ra. Mà thấy con hoa hậu hay con người mẫu nào mà đẹp cái là tao định hướng nha. Để anh với em hai người định hướng ra xã hội chủ nghĩa nha. Con nhỏ nên nói định hướng ở đâu vậy chủ tịch? À, định hướng ở khách sạn với này là plaza đó. À, em lên em nằm phòng số mấy gọi điện thoại nhắn tin đi. Rồi anh đi lên trên trển để mà chúng ta định hướng. Lên trên trển này anh định thêm cái nữa nha không? À, chúng ta định chứ. Bây giờ bắt đầu định hướng xã hội chủ nghĩa là lên trển bắt đầu là nhậu nhẹt ôm nhau. Định đã đợi rồi là về nhà bắt đầu là sướng quá mà. Phê quá về nhà. Bị đập đầu chết mẹ rồi. Trời ơi đó. À, làm ăn mà định hướng theo xã hội chủ nghĩa là nó như vậy đó. Không có mẹ gì hết trơn á. Đó. Nha. Yeah. Ừ. Chị ơi chị tụng kinh đi mùng 2 16 chị mới tụng. Bây giờ đây coi tụng không có linh, ngài cô hồn tụng nó mới linh. Em hiểu không? À. Chị ơi, nhiều cô gái trẻ ở Đồng Tháp đã được giải thoát sau khi bị lừa sang thằng Tàu Cẩm bán dâm cứ 10 lượt một ngày kìa chị. Đây là cái chiêu thôi, giải thoát con mẹ gì. Nó chơi tè le, tát lét hết trơn rồi, nó để sida vô người rồi thì nó gửi 100 cô gái này, nó giả bộ, nó nói rằng là bắt đầu là nó đã tìm được để mà nó mua lòng của mấy thằng chó đẻ cộng sản Việt Nam. Rồi nó đưa 100 cô gái này về Việt Nam, nó biết Việt Nam đâu có luật lệ con mẹ gì. Cho nên về dịch cả làng, cả xóm luôn đều bị sida hột xòi hết trơn trong tương lai. Tao nói nó vui như ngày thế rồi. Lisa ngồi mà Lisa sẽ vỗ tay, cả một làng tự nhiên bị sida hết trơn. Cho nên nó cứ việc đó nó làm nhân đạo đi à, lựa cô gái nào còn trinh rồi bỏ tiền nhân dân tệ ra, bỏ ra mua đi qua bên Tàu bên bển để làm tiếp khách ở bên bển. Mà nói lựa toàn là sida bên Tàu dân giang hồ chơi không như vậy. Sau khi mà nó cho chơi đã đời chừng 1 năm 2 năm rồi, bắt đầu nó giả bộ, bắt đầu nó làm việc, nó gọi Việt Nam. Em Việt Nam ơi, Trọng Lũ ơi, nó giả gì vậy anh? Em đăng báo đi nha, nói rằng là hai nhà nước đã hợp tác với nhau, công an cũng như cảnh sát của Trung Quốc đã vấn đề là rất là nhiệt tình, đã giải vây được là người Việt Nam, giải vây được trên 200 cô gái là người Việt Nam, đã đi tiếp khách ở bên đây mỗi ngày tới 20 lượt lận, cho nên bây giờ nhân đạo, cho nên bắt đầu nghe các cô gái than khóc quá, cho nên bây giờ đã vô phá được một cái ổ mại dâm này, nhưng mà trước đó không có phá đâu, lúc mà dẫn từ bên Việt Nam qua đó, hải quan nó bị mù, mắt nó bị chột mẹ nó hết trơn rồi, bị Hồ Chí Minh ám, cho nên không phát hiện được. Qua tới bên Tàu thì cảnh sát Tàu cũng vậy nữa, cũng bị lột trầm té nổ, không có phát hiện, không có đột nhập được. Đợi cho mà tiếp khách mà một ngày đó mà 20-30 lần, bây giờ bị sida thời kỳ cuối đó, thì lúc đó cảnh sát mới đột nhập vô được, lúc đó nhìn mới ra. Chứ mà cái lúc mà còn trinh thì đưa qua Tàu không có nhìn ra, phải qua bển mà làm đĩ mà ta nói bị sida rồi, lúc đó mới nhìn ra, mới đột nhập vô. Bây giờ bị sida rồi, sợ để bên Tàu ảnh hưởng sao, cho nên thôi bây giờ tụi anh gửi ngược về cho tụi em nha, giải dây mấy cô gái vấn đề là ở Đồng Tháp về cho tụi em đó. Tụi em cứ việc tụi em nhận vô đi nghe không, nhận cho những cô gái này trở về với gia đình em, đem những cô gái này về với gia đình để mà cho các cô gái vô những cái massage, hoặc là cho những cô gái này bắt đầu là làm đĩ miệt giường, hoặc là trà đá ôm, hột vịt ôm, cua ôm, hến ôm, cái gì cũng ôm hết trơn á, để cho cả một xóm một làng nó đều là bị sida trong tương lai hết cho anh nghe. Việt Nam bắt đầu là đăng lên báo rừng rừng. Dân Việt Nam thì tưởng nó nhân đạo lắm, tao nói nó thâm độc như vậy đó, thằng Tàu Cẩm là nó như vậy đó. Việt Nam có biết mẹ gì, gia đình thấy con mình về cái trời ơi là trời ơi, ai trời ơi, Lisa nó chửi Tàu Cẩm, nó kêu mình thù Tàu Cẩm, đâu có thù được thằng Tàu đó.